tiền vệ Pháp chấn động não khi bị cổ động viên tấn công. Tiền vệ Lucas Wood của câu lạc bộ Rodez ở giải Elite 2 chấn động não sau khi bị cổ động viên đối phương tấn công. Ở vòng hạ màn giải Elite 2 của Pháp rạng sáng nay, mùng 3 tháng 6, trận đấu giữa Bordeaux và Rodez diễn ra căng thẳng khi Bordeaux cần thắng để lên hạng còn Rodez cần 3 điểm để trụ hạng. Phút 22, Lucas Wood ghi bàn đưa Rodez vượt lên dẫn trước 1-0, tiền vệ người Pháp ăn mừng phấn khích ở đường biên. Ngay sau đó, một cổ động viên đội chủ nhà Bordeaux lao xuống sân và tấn công Wood. Pha tác động mạnh khiến Wood và một cầu thủ nữa của Rodez ngã xuống sân. Bản thân Wood đã gặp một chấn thương nghiêm trọng ở tình huống này. Theo RMC Sport, tiền vệ 25 tuổi bị chấn động não và phải đi cấp cứu ngay lập tức. Hiện chưa có thông tin cập nhật về tình trạng của cầu thủ này. Vì sự cố trên, trận Bordeaux và Rodez buộc phải hoãn vô thời hạn. Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp Pháp, LFP, sẽ nhóm họp vào đầu tuần tới để đưa ra quyết định cuối cùng. Không loại trừ khả năng Bordeaux sẽ bị xử thua. Nếu điều đó xảy ra, Bordeaux sẽ không thể lên Elite 1 còn Rodez đủ điều kiện ở lại Elite 2.